vị, sáng ngày 25 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cẩn, trú tại Bắc Giang và 8 bị can khác trong đường dây thành lập công ty Ma để mua bán hóa đơn trái phép. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2012 đến năm 2019, Cẩn cùng đồng bọn đã thành lập 19 công ty ma tại địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng để xuất bán trái phép hóa đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên khắp cả nước. Công an tỉnh Bắc Giang xác định đường dây này đã bán hóa đơn trái phép cho tổng giá trị hàng hóa lên tới 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, các bị can thu lợi bất chính 5,28 tỷ đồng và bước đầu, Công an tỉnh Bắc Giang đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà nước. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, ngoài việc truy bắt một số người liên quan đến đường dây này đang bỏ trốn, cơ quan này đã có công văn gửi chi cục thuế các địa phương đề nghị quản lý, giám sát và xem xét xử lý theo quy định các doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế.